Công an Sài Gòn đang gặp khó khăn trong việc truy bắt những người đánh đạo diễn phim con Skull Island, anh Jordan Roberts, trọng thương tại một quán bar ở quận Nhất vào hồi tháng 9 năm ngoái. Thông tin từ VN Express cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra thì cơ quan điều tra đã xác định nghi can là một nhóm Việt kiều Canada, trong đó Kenny Cương và Billy Trần cầm đầu. Hai người này liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm ma túy ở nước ngoài. Sự việc xảy ra vào tháng 9 năm ngoái khi Jordan, nói chuyện với một cô gái thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Kenny Cương và Billy Trần. Những người này đã đánh và đập vật cứng vào đầu Jordan khiến máu chảy rất nhiều. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngày sau đó. Tuy nhiên, về phía anh Jordan Roberts đã không trình báo cảnh sát ngay mà gửi thư cho đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đến chiều ngày hôm sau, công an quận nhất vào cuộc điều tra thì các nghi can đều đã bỏ trốn. Đạo diễn ở Hoa Kỳ còn là đại sứ du lịch Việt Nam vào nhiệm kỳ 2017-2020, có nhiệm vụ tham gia quảng bá du lịch cho Việt Nam. Dù bị tấn công nhưng anh khẳng định điều này không thay đổi tình yêu của mình đối với Việt Nam. Bộ phim bom tấn Kong Skull Island do anh này làm đạo diễn có 70% mỗi cảnh ở Việt Nam, đoạt doanh thu hơn 500 triệu Mỹ Kim toàn cầu, đồng thời thu khoảng 8 triệu Mỹ Kim ở Việt Nam.